kẹt các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết cúp 321F cà phê 2023 ra mắt. Cái mẫu cà phê Racer sang xịn mịn, mức giá chỉ 81 triệu đồng. Bên cạnh thiết kế mạnh mẽ thời thượng thì cái mẫu ngô tô 321F cà phê 2023 còn được tích hợp nhiều trang bị hiện đại bậc nhất thị trường hiện nay. Cúp, hãng xe nổi tiếng đến từ Trung Quốc, mới đây đã chính thức giới thiệu một cái dòng mô tô mới mang cái mã tên 321F cà phê, mang cho mình phong cách là cà phê Racer. Nhưng sức mạnh của 321F cà phê 2023 tương đương như cái bộ đôi mô tô đến hãng xe Roadster là Cupra 321R và Sportbike 321R. Theo đó thì phiên bản 321F cà phê 2023 được trang bị cho mình cái động cơ là 2 xăng thẳng hàng với tổng dung tích thật là 321cc làm mát bằng dung dịch, sinh ra cái công suất tối đa là 41,5 hp, tại ngưỡng tua máy là 10.500 vòng trên phút. Được biết tốc độ tối đa của chiếc xe rơi vào khoảng 170 m/h và xe được truyền động ở hộp số 6 cấp. Với một cái sức mạnh này, đòi hỏi người lái phải có cái bằng A2. Về cái mặt thiết kế khớp 321F cà phê 2023, số cho mình những cái đường nét đặc trưng của một cái dòng lật cà Racer đi cùng với khối động cơ chỉ dừng ở mức là 153 kg. Xe tận dụng cho mình hệ thống chiếu sáng công nghệ đèn LED trên toàn thân xe, đi cùng với cụm đồng hồ TFT toàn phần hiển thị đầy đủ các thông số xe. Ngoài ra chiếc xe còn tận dụng cho mình phần yên xe bằng da lộn, được thiết kế cái phần là cao cấp dành cho cả phía trước lẫn phía sau. Các trang bị trên phiên bản 321F cà phê 2023 bao gồm cái giảm sóc trước là phục hành trình ngược, trong khi phía sau giảm sóc lò xo chủ đơn tạo ra cái sự ổn định khi vận hành. Xe còn được trang bị cho mình phanh đĩa trước với cái đường kính là 320mm, trong khi phía sau với đường kính là 240mm. Hệ thống chống bó cứng vành ABS cũng là trang bị tiêu chuẩn trên cái mẫu mô tô mới lần này. Nói đôi chút về cái mặt giá bán, khớp 321F cà phê 2023 được ra mắt thị trường Trung Quốc với mức giá bán dự kiến rơi vào khoảng 24.300 nhân dân tệ. Nó đổi ra tiền Việt nó tương đương là khoảng 81.200.000 đồng. Cái chiếc khớp 321F cà phê 2023 là có một mức giá bán cũng khá rẻ so với cái khối động cơ cũng như rất nhiều trang bị chất lượng mà cái mẫu xe này đã được tích hợp. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like, share, subscribe.